Trong phần này chúng ta đã tìm hiểu về Annotation Configuration trong Spring, chúng ta đã tìm hiểu về các Stereotype Annotation, chúng ta đã tìm hiểu về cái Context Configuration và Context Component Scan. Chúng ta đã được hướng dẫn cách sử dụng các Annotation này trong quá trình chúng ta lập trình với Spring Framework. Thì mình hy vọng các bạn hiểu những cái concept này và áp dụng được nó trong các project thực tế.